sao? Rồi chạy đó. Ủa mẹ đi vô. Wow.
Dê xe cho tụi con tắm mưa đó. Không có đem đồ về á. Rồi mưa xuống rồi, mưa nhỏ xíu rồi. Rio. Rio, Rio, Rio. Rio. Jerry tự hứng đi, Jerry không làm như vậy. Jerry không làm như vậy nha. Trời ơi, xanh này nhiều nước quá ta. Đây chơi mấy ớt được chơi, mấy ớt được chơi. Chơi ơi, em chơi là bố chị mấy ớt. Đây, cái thôi đấy. Xanh này chơi chung nha, mình chơi chung nha, xanh này mình chơi chung nha. Mèo hứng bên đây nè. Mèo ơi bên đây nè. Bên kia kìa, anh hai cho kìa. Xin đây nghe mẹ không? Trời mê quá, không nghe mẹ nói gì luôn ta. À mê đi. Xin đây nhường cho em nha. Đây nè, nước ở đây có, mẹ cho nè, đây nè. Xin này, trời giỏi quá, xin này giỏi quá.
nói là thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mưa. Nhớ không có chạy, nhớ không chạy nha. Ê, không chạy, không chạy. Khổ này, khổ này, đi ô, khổ này. Dạ em, của em này, đi ô. Lại cảnh nói là Củ Chi và thành phố Hồ Chí Minh chưa có mưa. Ủa, có nhiều bạn nói là đây, bạn Anh Nguyễn với lại bạn Lê Thanh nói là thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh đang mưa rất là to nè. Ở đây thì mưa tầm tã luôn, mưa từ nãy giờ mà hả, hứng hết sơ nước này hứng sơ nước khác luôn á. Xin anh Hải đang nhậu với lại mấy anh em ở trong nhà. Lâu về quê thì gặp lại bạn bè cũ nhậu. Đang ở nhà của anh thứ sáu của anh Hải. Bạn Như Võ nói là quận 6 thì cũng đang mưa rất là to kìa. Đầm Sen đang mưa ầm ầm luôn. Sài Gòn mưa lớn không thua gì Mỹ Tho nha cả nhà ơi. Quận 8 mưa rất lớn luôn. Củ Chi, bạn Nguyễn Thị Phương Ngân nói là Củ Chi chưa có mưa. Mình chơi chung với nhau nha các bạn. Mình chơi chung với nhau nha. À xin đề không có quậy Mio đúng không? Mình chơi chung với nhau nha. Rồi ướt hết cái đầm của Hà đi rồi. Bây giờ cho mình nhỏ ướt hết trơn rồi. Bùi Thế Phong ơi, bây giờ là đã vô đến giữa mùa mưa rồi. Bây giờ là mưa liên tục, mưa rất là nhiều rồi, cho nên không có lo đâu. Mà thật ra thì bé nhà Hà là tắm mưa từ hồi còn nhỏ tới giờ thì chưa có lần nào tắm mưa bị bệnh, rất là may mắn chậm vía. À, chưa có lần nào tắm mưa là bị bệnh. Thành ra là mấy bé nhà Hà thì quen rồi. Cái mỗi lần mà thấy mưa tắm mưa lớn là tự động cởi đồ ra, xong rồi đợi để được tắm mưa. Ở Sài Gòn cũng vậy luôn, cứ thấy mưa lớn là bắt đầu cởi áo ra, bắt đầu đứng đợi mưa to lên để ra tắm mưa. Kiểu giống như là tắm mưa là quen vậy đó, giống như thói quen vậy đó, thấy mưa là phải tắm vậy đó. Mưa từ nãy giờ mà không có mưa hết luôn, rất là nặng hà. Chào Lý Nguyên Khang. Chào Lý Nguyên Khang nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không biết là hồi nhỏ thì có bạn nào đang cũng đã từng tắm mưa như thế này không? Hồi nhỏ là cũng mưa rất là hay tắm mưa. Hải Ly ơi, chị đang ở dưới quê. Chị đang ở nhà anh thứ sáu bên Hải, không phải nhà chị. Cho nên là nhà của anh thì có cái chống là rộng. Mình chơi chung với nhau nha. Mình chơi chung với nhau nha. Mình không có giành nhau nha. Đi không? Mình chơi chung với nhau nha. Nhiều nước quá vậy. Wow, nhiều nước quá vậy. Điện này con bỏ vô đây nè điện. Này này con kéo dưới đây nè. Con ngồi xuống cho ba kéo cho. Ngồi xuống, đúng rồi. Ok, đó. Wow, nhiều nước quá rồi nè. Thôi vậy. Thôi đừng lấy của em con. Đừng lấy của em. Các bé nhà Hà thì hôm nào có mưa tắm mưa, còn nếu hôm nào không có mưa thì tắm hồ bơi, còn hôm nào mà không tắm hồ bơi thì đi tắm bồn. Nói chung là rất là thích nước, hầu như là ngày nào các bé cũng bơi hết, cho nên là cũng khá là quen với nước rồi. Ngày nào cũng bơi, nhất là nửa tiếng, một tiếng. Còn có trời mưa thì đi tắm mưa, còn lâu lâu thì kết hợp tắm mưa xong rồi bơi rồi đi vô. Hầu như là buổi chiều nào cũng buổi chiều nào cũng đi học về là bơi hết. Hết mưa rồi đó. Bạn Đặng Ngọc Minh Châu, bé thứ hai là bé Cherry. Cherry là sinh năm 2013, đúng rồi đó bạn. Hello Mai Phương Thanh. Chào bạn Nguyễn Như, chào bạn Phạm Phụng. Phạm Phụng ơi, hai mươi mấy tuổi tắm mưa bình thường mà em. Tại hôm nay Hải về quê không có đem đồ, chứ bình thường thì hồi nãy mà có đem đồ là Hải cũng nhào ra tắm mưa từ nhỏ đó. Hôm nay khách rất là đông cho nên không thể nào tắm mưa và cởi chuồng được. Hôm nay đang nhà đang có rất là nhiều khách đây, cho nên là cởi chuồng thì rất là kỳ. Hôm nay tắm mưa phải mặc đồ. Anh Di ơi, bây giờ đi hết đến tháng 9 năm nay thì Di sẽ vào lớp 1. Hà đang ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hết mưa rồi. Rồi thôi vô tắm nha. Nghỉ nha. Rồi hết mưa rồi, hết mưa rồi. Dạ không, giờ ngồi vô. Bốn đứa vô cái xô. Có chân bật ngửa nha Rio, con ngồi đó cẩn thận á. Ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Anh Rio là sinh năm 2011 á, là anh Rio đã 18 tuổi rồi. Rồi Mio ngồi xuống đi. Rồi hết mưa rồi các bạn ơi. Rồi hết mưa, giờ mình vô mình tắm nha, vô tắm bồn đi. Đi vô tắm bồn nha. Đi vô tắm bồn. Chú Vinh Đen, chú Vinh Đen nói là đỡ tốn nước rồi. Rồi xong rồi mình dẹp xô đi, mình dẹp xô cho bác Sáu đi, mình chồng xô vô, mình dẹp xô cho bác Sáu. Vô tắm bồn nha. Rồi mình dẹp xô đi con. Mình chồng xô vô nhau. Mình chồng xô vô sau, dẹp xô đi con. Cho em mượn đi ơi, cho em mượn xíu đi ơi. Đi ơi, mẹ nói nghe nè. Đi ơi, không có chạy. Sao Rio không cho em mượn vậy? Cho em mượn đâu có sao đâu. Cho em mượn xíu đi con. Đồ ghê đó. Rồi
sao chị? Chả chút nó khô à? Sao lại? Rồi thôi bye bye các cô chú đi nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người lúc khác nha. Bây giờ đi vô tắm nè. Đi vô tắm. Nghỉ.